Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn, hướng dẫn các bạn làm một cái làm video YouTube về hướng dẫn sử dụng phần mềm, tức là dạy sử dụng phần mềm bằng phần mềm Active Presenter 8, bản 8, bản mới nhất của Atomy System. Đây là một phần mềm chuyên dùng cho đào tạo, giáo dục và chủ yếu là quay màn hình và biên tập video, sau đấy là tạo các cái bài giảng điện tử. Thì mình đã sử dụng Active Presenter được khoảng 3 năm nay rồi. Nó có rất nhiều cái tính năng hay so với những cái phần mềm quay màn hình thông thường ấy, như OBS rồi iStream, Bandicam ấy. Tất cả những cái phần mềm đấy đều không không thể so sánh được với Active Presenter. Nếu như các bạn so sánh thì có thể bạn chắc các bạn biết phần mềm Camtasia. Camtasia là một phần mềm mà cũng chuyên về phục vụ về nội dung đào tạo, training, software tutorial trên trên mạng ấy, rất là nổi tiếng. Thì phần mềm Camtasia tương tự với Active Presenter, nhưng Active Presenter thì mạnh hơn Camtasia ở cái phần mà tạo bài giảng điện tử và tạo các cái khóa học, bởi vì nó cho phép là có nhiều những cái gọi là câu hỏi quiz builder ấy. Tức là có những cái gọi là những cái bài test đấy, bài test rồi là tạo khóa học xuất SCORM, chuẩn SCORM rồi XAPI đấy. Thì nói chung là những cái phần đấy mình sẽ nói ở trong các cái video lần sau, nhưng video lần này mình sẽ nói là về cái làm hướng dẫn sử dụng phần mềm. Hướng dẫn sử dụng phần mềm đó là một cái mà điểm rất mạnh của Active Presenter mà các bạn nếu làm YouTube, làm dạy học online thì các bạn nên sử dụng. Thế thay vì việc là mình sẽ show cho các bạn từ đầu đến cuối là mình làm như nào để tạo ra một cái video hướng dẫn sử dụng phần mềm, thì mình sẽ show cho các bạn là cái video mà mình đã tạo sẵn, tức là cái project mình đã tạo sẵn ở trong Active Presenter. Sau đấy là mình show cho các bạn các cái tính năng sử dụng của Active Presenter free mà mình thường sử dụng để có thể tạo ra được một cái video tutorial pro. Rồi chúng ta hãy bắt đầu thôi. Ok các bạn nhé, bây giờ trước tiên mình sẽ mở cái phần mềm lên. Nếu mà bạn nào mà chưa có bản Active Presenter ấy, thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả ấy, các bạn xem kích vào đường link và các bạn download nó về. Đây, bây giờ mình sẽ mở một cái dự án cũ. Đây là cái dự án mà add logo này. Cái video này là mình hướng dẫn người ta làm thế nào để chèn logo vào video bằng phần mềm Filmora 9. Thì trước tiên mình sẽ nói sơ qua để mà làm một cái video hướng dẫn sử dụng sản phẩm với Active Presenter thì các bạn nên tạo một slide thôi. Tại vì thực ra cái Active Presenter ấy thì nó cho tạo nhiều slide giống như là PowerPoint ấy. Ví dụ bạn ở đây bạn có thể kích chuột phải và bạn tạo new slide này. Rồi sau đấy là cứ new slide, cứ nhiều slide. Thì mỗi một slide này thì khi mà tạo bằng nhiều slide thì bạn có một cái là lợi thế là bạn có thể thêm cái chuyển cảnh transition ở giữa các cái slide, và bạn có thể bố trí là một slide này là cái gì, slide này là cái gì, slide này là cái gì. Cái việc đấy nó sử dụng nó giống như là PowerPoint, mình sẽ không đề cập. Thì tuy nhiên là việc làm hướng dẫn sử dụng phần mềm thì mình tức là cách của mình, và mình khuyên các bạn cũng nên chỉ làm trên một slide thôi. Đừng làm nhiều nhiều slide. Cái này mình tắt webcam đi, mình không nói, không có webcam nhé. Thì đây là cái video này, mình sơ bộ nhé, mình sẽ hướng dẫn qua về cái biên tập video ở trên Active Presenter này. Bạn sẽ chọn này, chọn vào slide này này. Trước tiên ở trên này nó có thanh menu nhé, bạn kích vào Active Presenter này thì bạn có thể quay tạo một cái dự án mới này, record video này, hoặc là record cái software simulation. Cái này nó cũng giống như làm hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Tuy nhiên là nó có cái phần mà các cái clickable, tức là những cái button để cho người sử dụng mà làm bước này, bước này, bước này, bước này ấy. Đấy. Nhưng mà nếu mà kích vào đây record này thì nó sẽ ra nhiều slide chứ nó không ra một slide giống như là record video này bình thường. Ok, và bạn có thể quay trở lại về trang ban đầu ở chỗ này. Đấy, phần này là các cái toolbar menu này, tất cả những cái này mình sẽ gọi là menu toolbar nhé. Menu toolbar này là cái mà nó bao gồm tất cả các tính năng của Active Presenter. Tuy nhiên thứ nhất mình sẽ trở về home này. Đầu tiên là đây là cái slide này, tức là chính là cái mà bạn vừa record được.
Đấy, thì có được thế. Phần giữa này là cái review nhá, cái bài review, review window. À, các bạn kích vào đây là bạn sẽ play cái review này này. Đấy, mình kích vào nhá. Đấy, ok, nó đang chạy như này rồi. Đây chạy, nhưng mà thực ra khi mà mình không hiểu tại sao khi mình quay màn hình ấy, mình quay dùng phần mềm khác để mình quay Active Presenter ấy, thì nó sẽ hơi bị lag. Và mình không hiểu. Nếu mình dùng Active Presenter mình quay các phần mềm khác thì ok. Nhưng mà dùng cái thằng khác mà quay nó thì nó lại hơi bị lag khi mà review. Nhưng mà ra kết quả thì nó vẫn ok. Đấy, thì đây là cái review này. Cái review này bạn có thể phóng to thu nhỏ được. Đấy, bạn lăn chuột thôi. Bạn giữ phím Control này, sau đấy bạn lăn chuột thì là sẽ phóng to thu nhỏ của cái review này. Cũng giống như thế, đây là cái timeline này. Timeline này sẽ bao gồm nhiều track này, 1 này, 2 3 4 5 này. Thường mình sẽ add khoảng 4 5 track gì đấy tùy theo. Cái timeline này cũng giữ control và lăn chuột, nó cũng thu nhỏ phóng to được. Đây là cái này là cái playhead, là cái mà đánh dấu ở trên timeline, bạn kéo đi đâu thì nó sẽ hiển thị ở ở trên preview ở chỗ đấy. Rồi, bây giờ phóng to lên một tí nhá. Rồi. Phóng to lên một tí. Thì đây là một cái object này, nó gọi là object nhưng mình vẫn gọi nó là cái recording của mình, tức là cái bản ghi ấy, bản ghi màn hình của mình. Thường mình sẽ làm việc trên một cái bản ghi màn hình này, sau đấy là cái bản này là cái bản voice. Bản voice là cái bản mình nói ấy, nhưng mà tiếng mình nói căn bản là mình không, đây là video mình làm bằng hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, đâm ra cái phần tiếng Anh mình không nói, tiếng Anh mình rất tệ. Đâm ra mình đã dùng một cái công cụ gọi là công cụ chuyển ngữ, đây là Amazon. Amazon Polly, các bạn có thể vào đăng ký, cái này cũng miễn phí luôn. Miễn phí mà được 1 triệu ký tự chuyển ngữ sang tiếng Anh, tiếng em các kiểu ấy. Thì cái này cũng rất là hay. Nếu như một bạn nào mà yếu tiếng Anh mà chỉ viết được tiếng Anh mà muốn chuyển ngữ sang sang người ta nói cho mình ấy, thì là các bạn có thể thể dùng cái phần mềm này Amazon Polly các bạn nhé. Trên trên channel của mình đều dùng cái phần đấy. Đấy, và thứ hai nữa là đây là cái voice này, còn trên này nó là các cái chữ. Ví dụ cái này bao giờ vào đầu tiên của cái phần hướng dẫn sử dụng phần mềm ấy, mình cũng cho một cái tiêu đề là hôm nay chúng tôi làm gì này, trong cái gì này. Đấy, rồi. Ok, nhưng mà cái này thì tạo ra trong Active Presenter rất dễ thôi. Ví dụ mình delete đi xong mình tạo lại nhé. Đấy, delete đi này. Delete đi nhé. Các bạn ví dụ muốn insert vào chỗ này ở bản 8 này thì bạn vào insert này. Đấy, sau đấy thứ nhất là chữ nhé, bạn vào text caption. Ok, bạn chọn vào đây, sau đấy là bạn sẽ quét chỗ chuột ở phần preview này. Quét rộng hay quét quét nhỏ hay quét gì cũng được. Đây, quét nhỏ này thôi. Bây giờ chữ mặc định của nó đang màu đen, bạn có thể cài đặt ở ngoài nhưng mà tuy nhiên mình chẳng không muốn cài đặt, mình bây giờ mình gõ vào đã. Ví dụ adding này, logo to video nhá. Đấy, ví dụ chẳng hạn. Các bạn chọn nó, bôi đen nó, bắt đầu bạn chuyển chữ. Bây giờ chỗ này mình chuyển thành font impact đi. Rồi, cái này chuyển size này cho lên 140 cho nó to. Ok, và bây giờ chuyển màu cho nó sang màu trắng. Rồi, đấy, như thế là đã có một cái tiêu đề rồi. Có tiêu đề rồi. Và bây giờ ở trên timeline nó xuất hiện một cái object này và bạn có thể kéo dài ra. Ví dụ đây để này là 9 giây này. Đấy, kéo dài ra và bạn có thể di nó đi đâu gì. Di nó đi đâu nó sẽ xuất hiện ở đấy. Ví dụ ở chỗ này chẳng hạn. Đấy là một một cái chữ nhé. Bây giờ bạn muốn insert cái ảnh giống như lúc nãy này. Bây giờ bạn vẫn vào insert nhé, cho vào shape này. Đấy, insert một cái shape vào, bạn cũng chọn bôi đen chỗ này. Ví dụ bạn chỗ này với bạn, thực ra bạn có thể kích vào đây bạn thích gì điều gì. Ok, và xong bạn thứ nhất chọn nó này, sau bạn sang bên này, trang bên này có cái style and effect này. Cái này thì bạn chọn có phần fill. Fill này thì thứ nhất No fill thì nó sẽ không có background nữa. Solid fill là nó có background, có màu. Bạn đổi màu đi. Gradient là nó có màu theo dạng gọi trộn với nhau ấy. Thế còn image fill này là bạn có thể chọn ảnh. Ví dụ đây, mình sẽ chọn thêm ảnh này. Nó chọn ảnh trên máy tính của bạn. Ok, đây mà mình vào cái ảnh. Vào cái ảnh cái lúc nãy đây, cái Filmora đây. Ok, ảnh đây. Đấy, kích ra đấy là ra cái ảnh rồi. Ok. Nhưng mà có một cái nữa là thường ấy, mình thường hay cho nó hiệu ứng là bay ra bay vào. Đây bạn kích chọn này, tính ra bạn chọn cả hai cái, bạn có thể add hiệu ứng cho một một object ở trên cái timeline này hoặc là nhiều. Bây giờ mình chọn nhiều này, phía sau ấy vào animation entrance đây các bạn, mình thích nhất là cái hiệu ứng này nên là mình hay add nó, hiệu ứng mặc định thôi. Row effect tức là nó kiểu nó xoắn xoắn ấy, xoắn nó muốn chạy ra. Đây string and turn này đấy.
là nó cũng xoắn xoắn nó chạy ra. Đấy, thế là xong. Ok. Đấy, Hello mình xem đấy. everyone. Welcome to my channel. In this tutorial, I am going to show you how to add a logo on your đấy, video cũng using. Không hiểu sao, lag luôn. Tất cả những cái hiệu ứng này là mình đều tạo ở trên cái kênh kênh của mình. Mình sẽ dẫn cái kênh tiếng tiếng Anh của mình ở dưới phần mô tả ấy, để sau cho các bạn có thể vào các bạn xem những cái hiệu ứng mà mình tạo được với Active Presenter. Đây, cái phần hiệu ứng này thì là mình có thể chỉnh được, chỉnh cho nó dài ngắn được, duration ấy của hiệu ứng ấy. Đấy nhá, có hai cái đỏ đỏ xanh xanh này, đấy chính là cái phần hiệu ứng animation. Ví dụ mình ở giữa này bị mình đang nó bay ra rồi, xong bắt đầu ở giữa chỗ này mình muốn nó nhảy lên đây, mình kích vào đây vẫn vào animation này. Nó có nhiều cái này, ở đây này pulse này, tweet này, spin này, spin là quay này, tweet là nó kiểu nó nhấp nháy lên. Thế còn motion path này là nó cho phép bạn là di chuyển linh tinh ở trên màn hình này luôn. Ví dụ glide, glide là di chuyển từ đây từ đây từ đây, đây loằng ngoằng ở trên màn hình này, thì nó rất là mạnh mẽ. Mình thì ít dùng cái motion path này, thường nó dùng cho e-learning. Ok, đấy là title này, hiệu ứng này, rồi giới thiệu. Còn cái phần màu màu vàng này, cái màu vàng này là cái mình rất thích sử dụng ở trong Active Presenter này. Tức là gì, khi bạn có một cái recording đúng không, bạn có giọng của bạn đúng không, nhưng mà nếu mà bạn nói nó không khớp nhau ấy, thì bạn có thể vào kích chọn chọn cái recording và bạn vào cái insert time này. Insert time này tức là nó giống như là free frame ở ở các phần mềm biên tập video, thì nó sẽ free ở cái đoạn đấy, tức là nó sẽ đứng im đứng hình ở cái đoạn đấy. Đấy, ví dụ đoạn này nhá, đoạn này mình muốn nó đứng hình ở đây và để cho nó khớp với cái giọng nói của mình sẽ vào insert time. Sau đấy mình chọn này, nó có duration nhé. Duration này có thể 2000 tức là tương đương với 2 giây. Mình có thể chọn 10000 là tương đương với 10 giây. Đấy, mình kích ok. Đấy, nó sẽ xuất hiện cái vệt màu vàng này ở trên timeline này, trên cái track video recording. Bạn có thể chọn nhiều track nhé. Ví dụ bạn có thể chọn cái này, sau đấy bạn chọn cả cái này, bạn insert time, ví dụ với insert time ở chỗ này. Insert cũng được. Đấy, ví dụ 2000 này, đấy. Thì đấy nó sẽ thêm chỗ này và ở trên đây. Tức là insert được được thêm ở nhiều track, nhiều video. Đây, bạn nhấn Ctrl Z để quay trở lại cho nó không ấy nữa. Đây, Ctrl Z cái nữa. Rồi, đấy là insert time, cái đấy rất là hay. Bạn có thể di chuyển nó trái phải rồi là ấy các thứ nhá. Đây, ví dụ mình insert time quên mất mình không nói. Đây, ví dụ cái này, ví dụ bạn kéo nó ra đây thì bạn giãn nó ra. Thế còn bạn nó di chuyển nó ra đây thì nó sang vị trí mới rồi, là đứng hình ở chỗ mới. Thế còn bạn kích chọn chọn vào cái chỗ này này, có cái mũi tên hai chiều này, xong với bạn kéo nó về kịch về bên đây, nó sẽ biến mất cái màu vàng đi. Đấy, đấy là insert time và mình rất hay dùng. Ngoài ra ấy, đấy là khi mà bạn ví dụ bạn nói chậm thì bạn thêm cái đấy vào. Thế còn bây giờ bạn muốn tua nhanh một đoạn này đi thì như nào? Ví dụ bạn muốn tua nhanh thì bạn sẽ phải chọn. Thì khi đấy ấy, là bạn thứ nhất bạn chọn cái recording nhá, mình vẫn chọn cái recording video này. Sau đấy mình chọn này, chọn cái phần này. Nếu như mình không chọn ấy, mình không ấn escape để không chọn nữa, tức là mình chỉ chọn cái này thôi, mà mình muốn ấn vào nút thay đổi tốc độ ấy, nó sẽ thay đổi tốc độ cả video luôn. Ví dụ này, ví dụ đây là 200 đúng không, à đây là 100 100, mình thay đổi nó thành 400 đi, 400 đấy, mình click ok phát này, đấy nó ngắn đi, ngắn ngủ đi luôn, nhanh luôn. Đấy, bây giờ mình muốn reset nó lại, đấy kích vào đây reset lại. Đấy, reset lại original. Thế còn khi mà bạn muốn làm gì với một cái đoạn video, tức là đấy cả video, tức là một đoạn recording của bạn thôi, bạn sẽ phải dùng cái này. Đây có cái tùy chọn này, có cái màu xanh xanh này chả biết là xanh 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 lá cây. Xanh lá cây và màu cam cam này, bạn kích chọn này. Đấy. Rồi, tức là bạn kéo lên là bạn chọn một vùng ở trên timeline này, nhưng mà bạn phải ví dụ bạn chọn bạn kích vào cái video track này, recording này. Sau đấy nó sẽ hiện lên những cái tính năng biên tập video của Active Presenter, nó sẽ hiện lên. Còn nếu như bạn không không chọn ấy, nó sẽ mờ. Thì khi đấy bạn có nhiều thứ, một là bạn cắt range, là nó sẽ cắt cái đoạn này đi và cho phép bạn dán mờ cái đoạn khác. Ví dụ này, ví dụ cắt range này, cắt range này, cắt này. Đấy, nó sẽ cắt đoạn đấy đi và bạn chuyển ra đây. Bạn Ctrl V dán. Đấy, nó sẽ dán lên chỗ này. Đấy, bây giờ Ctrl Z cho nó không không ấy nữa, không cắt nữa. Rồi. Không cắt nữa, ngoài cắt đây, bạn có thể copy. Ví dụ copy đoạn này bạn cũng kích vào đây copy cho bạn cũng dán ở đoạn khác. Nếu còn thêm nữa là bạn delete. Delete này cũng rất là hay. Delete này thì nó sẽ tự động nó delete cái đoạn này đi và nó sẽ chám cái dịch cái từ bên phải này sang bên trái này, tức là bạn không phải di chuyển nữa. Ví dụ mình sẽ kích delete nhé. Delete này. Đấy, nó sẽ tự dịch lên đây.
Nhưng mà bạn phải chú ý ở trên timeline của bạn, khi mà bạn làm việc trên timeline nó có rất nhiều thứ. Nếu như các bạn mà muốn delete một đoạn ấy mà không ảnh hưởng đến các đoạn khác thì bạn phải chọn hết. Ví dụ bạn phải chọn cá này, chọn cá này, chọn cá này, chọn ba này, sau đấy bạn chọn. Bạn chọn đây. Rồi, ví dụ bạn click vào delete, nó sẽ delete đúng cái đoạn này đi thôi. Đấy, delete tất. Tất cả luôn. Tất cả các cái track ở đã được chọn ở trên timeline. Ok nhé. Đấy, Ctrl Z lại. Ctrl Z lại. Rồi, đấy là delete này. Thế còn nếu như mà bạn muốn, ví dụ cái recording của bạn chỉ còn một đoạn này thôi. Ví dụ một đoạn này mình bỏ chọn này đi. Bỏ chọn hai cái này đi đã. Nhấn Ctrl nhé. Ctrl này bỏ chọn nó đi. Rồi, bây giờ mình chỉ chọn cái recording này thôi. Đây, vào cái crop. Nó gọi là crop to range, là crop ở trên timeline này. Nó chỉ crop này thôi. Đây, cái kích này, crop này. Đấy. Đấy, nó chỉ còn loại đoạn này thôi. Bây giờ xóa hết tất cả các cái phần ngoài chỗ vùng chọn. Ctrl Z đi cho quay lại. Ngoài ra ấy, cái bản miễn phí này thì bạn sẽ, nếu bạn bạn dùng bản bản Pro ấy thì bạn sẽ có những cái tính năng này. Thực ra những tính năng này nó vẫn hiện ở trong cái bản miễn phí. Tuy nhiên là nếu như mà bạn chọn ấy thì phần mềm nó sẽ thông báo là bạn đang sử dụng bản miễn phí, thì những cái này sẽ gây watermark khi bạn xuất video, ví dụ như phần audio fade in fade out này. Chứ còn nếu bạn bản miễn phí thì bạn không nên dùng. Đấy, còn điều chỉnh audio thì là vẫn bình thường nhé, miễn phí bạn vẫn dùng được. Mute đi là bạn sẽ mute đi, tắt tiếng đi, hoặc là bạn điều chỉnh đi, điều chỉnh volume. Đấy, bao nhiêu phần trăm. Đấy, kích vào cái loa này điều chỉnh volume này. Đấy, nó sẽ ra bao nhiêu phần trăm. Chứ còn nếu bạn kích vào cái mũi tên sổ xuống này thì cho phép bạn là khôi phục cái âm thanh ban đầu, restore volume. Ok, bây giờ nếu như các bạn muốn ngoài ra bỏ chọn đi, các bạn bỏ chọn ấn escape. Các bạn muốn cắt một đoạn video, ví dụ cắt ở đây, đúng không? Ok, bạn kích vào đây, kích vào nút này, trước tiên bạn phải chọn nhé. Sau đấy bạn kích vào đây để cắt này, cắt đoạn này đi. Đấy, đã cắt rồi đấy, xong chuyển sang đây. Ví dụ bạn play kéo này đi, đến đây chẳng hạn, các bạn muốn cắt nữa, cắt đoạn này. Ok, cắt đoạn này. Rồi. Đấy. Cắt xong làm gì? Cắt xong các bạn delete nó đi. Delete nó đi chẳng hạn. Delete đi, sau các bạn thêm cái gì vào thì thêm. Thêm chữ, thêm nghĩa, thêm linh tinh, của thêm hoặc là chèn một đoạn video khác vào đây cũng được. Đấy, Ctrl Z. Không cắt nữa. Ctrl Z. Ok, đấy là cắt, ghép rồi tất cả các thứ. Cái trim thì mình cũng nói rồi ở phần trước rồi. Đây các bạn có thêm một cái tính năng đấy. Một số cái tính năng mình hay sử dụng ở trong Active Presenter. Nhưng mà khi mà làm hướng dẫn sử dụng phần mềm ấy thì có một cái tính năng rất hay, đấy là tính năng zoom ra, zoom vào, ví dụ zoom chỗ này, zoom chỗ này, zoom chỗ này. Thì ở trong bản Active Presenter 8 bạn sẽ vào đây. Nhưng mà theo mình được biết thì như là cái tính năng này nó là tính năng nâng cao. Tính năng nâng cao tức là khi mình dùng cái tính năng zoom and pan này thì nó sẽ bị watermark. Nên mình không khuyến khích các bạn dùng nếu như các bạn dùng bản free. Nhưng mà đây ví dụ như này. Bạn kích vào chọn zoom and pan, nó sẽ cho một vùng và các bạn có thể zoom in. Và các bạn điều chỉnh ở trên timeline cái độ dài của nó. Độ dài bạn kích vào cái nút đây, hơi bé, zoom to đã. Đấy, bạn điều chỉnh ở trên timeline, bạn muốn zoom đến chỗ nào zoom. Bạn kéo này đi là duration, nó sẽ zoom chậm hay zoom nhanh. Kéo càng dài thì nó zoom càng chậm. Kéo ngắn lại nó zoom nhanh. Đấy, bây giờ bạn zoom chỗ này, zoom vào đây chẳng hạn. Bây giờ bạn muốn zoom tiếp ra chỗ này thì bạn lại kích vào đây. Và bạn lại kích vào zoom and... Từ xin lỗi. Ở đây bạn kích vào zoom and pan, hãy bạn di chuyển nó ra đây. Như thế là nó sẽ zoom zoom từ chỗ này sang chỗ này, chuyển chuyển dịch từ chỗ này. Đến cuối cùng sau khi bạn nói xong ấy, nói xong kết thúc rồi bạn sẽ phải thêm một cái zoom and pan nữa. Bởi vì lúc đấy bạn muốn zoom to lại mà, to toàn màn hình, hãy chọn lại chọn to này. Đấy. Thì cái đấy là tính năng, nhưng mà tính năng này mình nghĩ là các bạn nếu như các bạn sử dụng bản miễn phí thì các bạn cũng không cần thiết phải dùng. Còn cuối cùng là cái trong bản miễn phí ở trên này còn nhiều tính năng nhé, nhưng mà nó sẽ liên quan đến cái watermark mình sẽ không đề cập. Ví dụ như spotlight là bạn có thể nhìn vào một chỗ ở trên màn hình thôi. Còn tất cả các tính năng khác, ví dụ insert icon, bạn có thể thêm các cái tính năng mặt cười, rồi những cái icon khác, rồi là thêm ảnh, thêm ọt các thứ, rồi chụp ảnh màn hình này, rồi quay thêm chụp ảnh màn hình này, rồi là quay thu âm này. Thu âm này, insert thêm video này, xong rồi insert thêm một cái video từ YouTube này. Tất cả những cái đấy đều miễn phí, các bạn có thể sử dụng thêm. Đấy, thì còn đây một cái tính năng nữa ở trong Active Presenter, tức là khi bạn chọn vào cái recording.
Đây là cái tính năng mà mình cũng hay rất hay sử dụng, đấy là chọn một cái recording này. Thì bạn sẽ kích sang phần này, phần media này. Kích phần media này nó sẽ có phần cursor effect. Cursor effect này là để làm gì? Để bạn kích vào đây, bạn khi bạn record ấy, bạn thu âm ấy, à bạn quay màn hình ấy, bạn tích vào cái chức năng là có thể quay thao tác chuột hay không. Đấy thì thường tất nhiên là mình sẽ chọn là quay thao tác chuột và cho chỉnh sửa thao tác chuột. Thì mình kích vào đây. Bây giờ mình kích vào là bỏ bỏ chọn đi thì nó mất con chuột luôn. Mất con chuột. Thì tại sao lại mất con chuột này? Tại vì là Active Presenter nó cho phép mình add thêm con chuột khác. Add thêm con chuột khác nhưng cũng có tính năng nâng cao, nhưng mà bây giờ mình có thể chọn nó. Chọn nó sau đấy mình điều chỉnh này. Đấy và điều chỉnh hình dáng, hình tròn hoặc hình vuông, hai cái hình. Đấy, sau hình ví dụ mình thường thì mình hay để cái mặc định của nó là hình tròn và cái size của nó là 16, nhưng bạn có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng. Ví dụ bạn không thích 16 bạn tăng 15, hoặc là bạn thích để 30, 50 được, to bé nào được. Đấy, color thì bạn cũng có nhiều cái tùy chọn color. Sau đây ở bên dưới nữa bạn có kích chuột phải, kích chuột trái hiệu ứng như thế nào. Đấy thì cái này nó là cái mà đặc biệt mà Active Presenter với mấy các phần mềm quay màn hình gọi là chuyên nghiệp thì nó mới có thôi. Chứ còn nếu mà mấy phần mềm lởm lởm là không có đâu. Nó cứ quay thao tác chuột rồi còn không có edit, edit gì hết. Đấy. Rồi. Bây giờ ví dụ. Bây giờ mình sẽ export này ra. Nhưng mà trước tiên là mình không muốn export cái này. Thì mình sẽ quay một cái khác. Mình tắt này đi. Mình quay một cái mới nhé. Ví dụ bạn đang làm này. Và bạn lại muốn quay ghép thêm một cái mới vào đây. Vào cái cũ này đúng không ạ? Đúng không? Đúng không ạ? Đây, cái này không hiểu sao tốc độ. Như là tốc độ này nó là tốc độ 4. Reset đi, reset to normal đi. Ok, đây normal rồi, normal switch. À mình đã xóa mất một số đoạn ở đây rồi, nhưng mà thôi kệ nó. Đây mình biết mình muốn thêm một cái record vào đây, thêm record vào chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái mới. Bạn về home này, record screen, record video. Ok đấy nhá. Bây giờ đã hiện lên cả các webcam này, webcam của mình đang nói này, đều webcam đang nói nhá, record cả voice này. Rồi, click OK này. Đây, bây giờ bắt đầu tất cả nó sau cái đếm này đã. Ok, 1, 2, 3, 4 mình có thể làm gì? Làm. Ok, làm trên màn hình. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ấn Ctrl N để kết thúc. Đấy, Ctrl N. Bây giờ Active Presenter ấy, nó sẽ tạo một cái slide mới. Tạo một cái slide mới như này. Đây, slide mới này nó có các cái track này. Đây, có cái track đây. Mình zoom nó lên nhá. Đó, các track này, một là webcam của mình này. Webcam này thì mình có thể cho bé đây. Đây cái này mình không căn chỉnh nó về ánh sáng nên ra là nó hơi bị ấy. Mình thích đặt nó đâu đặt, biết đặt ở góc này. Đấy, bây giờ mình sẽ xuất cái webcam này ra này. Đấy, system audio này khi nếu mà bạn chơi nhạc hay cái gì ở trên đấy, đây là cái mình nói này, video này. À đây là cái audio của mình nói này. Tức là tất cả những cái này mình có thể thao tác mình cắt ghép rồi mình tắt đi các kiểu rất là tiện lợi luôn ở trên Active Presenter. Tiện lợi cực kỳ luôn. Như đây webcam này. Đấy, kéo nó dài ra. Ok, đấy nó sẽ đến phần cuối. Đấy, đây là video này. Ok, đây cho mình thêm một cái chữ vào đây. Đây là ví dụ nhé. Ví dụ thôi. Insert đi. Insert thêm một cái shape vào cũng được. Đây, chọn một cái shape đây. Đấy, chọn này. Đấy. À, kích chuột phải vào. Ví dụ thôi. Cái này mình không bật bộ gõ tiếng Việt nên đâm ra mình chỉ để là ví dụ thôi, nó không có dấu. Đấy. Ok. Đây, xong chèn thêm cái animation vào. Animation cho bay vào. Rồi ok. Bay từ bên trái, bay ra từ bên bay ra, bay sang bên phải. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ export mỗi một cái này thôi ra để cho các bạn thấy nhá. Bây giờ trước tiên mình xóa cái này đi. Xóa cái này Active Presenter thì nó sẽ export hết, tức là nó xuất hết. Xuất hết chứ không có ấy cái nào cả. Cái nào bạn không muốn đấy thì bạn phải để lại cái đấy để export. Cái phần xuất này có rất nhiều cái này, một là bạn xuất ra slide ảnh này, hoặc là bạn xuất ra video này, up lên YouTube này, đều miễn phí nhé. Thế còn những cái này, 4-5 cái tính năng này thì nó là sẽ là phải bản trả phí, hai bản trả phí là bạn dùng được, nhưng mà bản miễn phí này bạn vẫn dùng được, nhưng mà nó bị watermark. Bây giờ mình không muốn up trực tiếp lên YouTube bởi hay lỗi, tất cả phần mềm khác cũng thế, thì mình sẽ để chọn là video. Ok, bây giờ bắt đầu bạn mình sẽ chọn ra cái chỗ mà export. Video, đây, chọn này. Video ví dụ. Dụ AP8. Rồi. Đây, mình chọn này, chọn tên file. Ok, kích ok. Đấy, nó ra đuôi AVI nhá. Các quality để 70 thôi, còn tất cả cái này tích vào. Tích vào đây 1080 rồi. Ok, full HD rồi. Kích vào ok.
Đấy, xác suất nhanh thôi. Nhưng mà tùy vào cái máy của bạn, AP8 thì nó gieo rất là nhanh. Đây, rồi, xong rồi. Ok, view, view output, layout. Đấy, ví dụ về AP8 này, đây vậy mình sẽ kích lên cho các bạn xem chất lượng video nó như nào. Ok, 1, 2, 3, 4 mình có thể làm gì làm. Hay chưa? Okay, ví dụ trên này. Màn hình. Đây, ok, trên bây giờ mình sẽ ấn Ctrl N để kết thúc. Tại vì nó muốn nói một lúc thôi. Nói có một tí thôi. Tạm ra nó chỉ như thế thôi. Đấy, ok. Ok, đấy là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Làm nào để làm một cái hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng Active Presenter. Hướng dẫn các bạn làm hướng dẫn sử dụng. Xoán vãi. Sao nói loằng hoằng. Hy vọng là các bạn đã nắm được cái cơ bản để làm tạo một cái hướng dẫn sử dụng phần mềm một cách chuyên nghiệp theo cách của mình hay dùng. Nếu như các bạn thích video của mình, hãy like và comment ở dưới phần phần bên dưới. Và nếu như các bạn chưa có Active Presenter thì các bạn hãy download theo link mình đặt bên dưới luôn. Nếu như các bạn có bất kỳ cái câu hỏi gì về cái cách mình làm và góp ý về cái hướng dẫn sử dụng của mình ấy, thì các bạn cũng comment bên dưới để mình biết. Đấy, hy vọng trong thời gian tới mình sẽ làm thêm nhiều các cái video về hướng dẫn sử dụng AP, Active Presenter này, Filmora này, VSDC này, và có thể là DaVinci Resolve này, và một số các cái phần mềm biên tập video, phần mềm quay màn hình khác. Và tất nhiên mỗi tuần mình sẽ có các cái nội dung chém gió với các bạn về kiếm tiền online, về làm YouTube, về freelancer, về công việc, cuộc sống, tất cả những cái đấy. Hy vọng là các bạn thích cái video này và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.